Chào các bác, đây là giày của một thương hiệu rất nổi tiếng mà trong dàn giày second hand hay gặp, đó là đôi Goodyear Velvet đế cao su đúc của hãng Regal. Mà hãng Regal ấy thì là của hãng giày cung cát mà nó có thương hiệu là Regal, thì nó có rất nhiều cái dòng giày. Tuy nhiên cái dòng giày này là một cái dòng giày vừa chắc chắn mà lại vừa đẹp. Đây, bác có thể nói chắc chắn ấy là tại vì cái đế của nó là đế Goodyear, đế của nó là đế Goodyear Velvet được khâu. Mà đẹp là tại vì đã đẹp thì đẹp hay không các bác phải nhìn lắc để biết. Dáng giày do là công ty giày của Hàn Quốc nên là nó làm cái dáng giày rất phù hợp với người Việt Nam, tại vì Việt Nam và Hàn Quốc thì đều một tặng người chân đi rất là vừa, không quá nhọn như giày Ý và cũng không quá tù ngang như kiểu giày Ấn Độ. Giày của bọn Hàn Quốc là nó khá phôn giản và nó vừa đủ. Tóm lại là giày này rất đẹp. Tuy nhiên ấy, thì các dòng giày này để tìm được một đôi với tình trạng cực tốt như này, nếu mua mới nó sẽ khoảng 8 đến 10 triệu. Còn đôi giày cũ nó chỉ bằng khoảng 1 phần 10 giá thôi. Nhưng về độ mới thì nó gần như không quá khác nhiều so với giày mới. Các bác có thể xem lên view đây. Đây là lòng lót của nó, cực kỳ mới. Thực ra em bắt giày nhưng thỉnh thoảng mới gặp một đôi đẹp tốt như này thôi. Thì các bác theo dõi follow cái page Two Hand On Love của em ở trên Facebook cũng như là đăng ký theo dõi kênh này, thì em sẽ cập nhật những đôi giày tốt lên đó. Thì còn đôi này thì hiện tại đã có khách mua rồi và bây giờ em sẽ gói đi gửi cho người ta. Cảm ơn các bác, chúc các bác một ngày tốt lành.